Kính thưa quý vị và các bạn, liên tiếp trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng các địa phương đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Hầu hết các vụ việc thực phẩm đều có dấu hiệu hư hỏng và không rõ nguồn gốc. Chân giò đông lạnh mốc đen, quá hạn sử dụng, lòng lợn tẩm hóa chất, bốc mùi hôi thối. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy mất vệ sinh và chắc chắn không an toàn với sức khỏe của cộng đồng. Thế nhưng vì lợi nhuận, vẫn có những đối tượng bất chấp để vận chuyển, tiêu thụ các loại thực phẩm bẩn này. Những cái thực phẩm mà bị thối rữa như vậy thì nó sẽ làm giảm các cái hàm lượng các chất dinh dưỡng. Ngoài ra thì có thể sản sinh những cái độc tố mà ảnh hưởng đến sức khỏe như là độc tố vi nấm, có thể là nguy cơ gây ung thư. Cũng theo chuyên gia dinh dưỡng, thịt không rõ nguồn gốc có thể chứa chất kích thích tăng trưởng trong quá trình chăn nuôi. Ăn vào có nguy cơ gây đột biến gen. Theo thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 150.000 ca mới liên quan đến an toàn thực phẩm và hàng ngàn ca tử vong do ung thư. Trong đó có nguyên nhân từ việc sử dụng thực phẩm thiếu an toàn và không rõ nguồn gốc xuất xứ.